nhằm giúp cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị bệnh suy tĩnh mạch, ngăn ngừa bệnh không tiến triển đến các giai đoạn nặng hơn. Vào ngày 16 tháng 7 tới đây, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được các bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch tại bệnh viện quận Tân Phú và bệnh viện Chợ Rẫy. Chương trình tầm soát suy tĩnh mạch mãn tính miễn phí với thông điệp là hãy biết yêu đôi chân bạn kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 7 tới ngày 16 tháng 8. Chuỗi chương trình tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tại bệnh viện Trương Vương lần 1 và bệnh viện 115, ngày 16 tháng 8 tại bệnh viện Trương Vương lần 2. Bệnh giãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh mãn tính. Bệnh này thường gặp ở phụ nữ và người lớn tuổi do quá trình lão hóa của các cơ quan theo tuổi tác, nhưng hiện nay nó cũng đang xuất hiện nhiều ở giới trẻ. Giãn tĩnh mạch chân ở nữ giới thường gặp nhiều hơn so với nam giới. Suy giãn tĩnh mạch chân mãn tính không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây phiền hà đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của mọi người.